Chào tất cả anh em. Hôm nay mời anh em đến và mời phóng viên đến để làm một cái lễ bàn giao với tôi. Thì nó là một tác phẩm, tất nhiên nó chưa xong, nhưng nó cũng đã chuẩn bị thành một tác phẩm. Tôi cứ gọi là một tác phẩm, chắc chắn nó sẽ trở thành một tác phẩm vô cùng quý giá. Đấy, vì tôi đã tạo dựng tác phẩm này là năm nay là 13 năm. Đấy, cũng đã chuẩn bị hoàn thiện tầm cỡ độ vài ba năm nữa sẽ hoàn thiện. Đấy, hôm nay thực sự là cũng đã nuôi nấng và chăm sóc trên 10 năm, nó có rất nhiều những ân tình mà rất nhiều người hỏi mua, nhưng mà thật sự là tôi chưa bao giờ có ý định bán. Nhưng đến cái giai đoạn này thì cháu nó tự nhiên nó lại có một cái duyên với gì đấy với tôi thì tôi cũng không hiểu được, cũng không phân tích được. Đấy, mà tôi lại bắt tay với cháu nó bàn ra đấy, chuyển nhượng cho cháu nó đấy, với một cái giá cũng rất là phải chăng. Nói thật, cũng cháu nó cũng bảo không cần gì phải giấu cả, tức là nó cũng chưa đến 1,5 tỷ, cứ nói thật thì như thế đấy. Đấy, cái giá nó cũng rất là đơn giản thôi đấy, chứ nó không có gì là cao sang. Nhưng mà thôi, đối với tôi nha, một nhà vườn lớn như này mà đã tạo dựng nhà từ một cái phôi mà để trở thành một cái cây chuẩn bị thành một tác phẩm tiên tỷ cũng đã là quý hoa lắm rồi. Đấy, tôi xin cảm ơn cháu đã ủng hộ chú nha trong những cái công việc đấy. Và năm nay chú đã ăn Tết này là 71 tuổi rồi, cũng đã đến lúc chú phải bàn giao công nghệ rồi, bàn giao những cái thứ quý hóa để cho thế hệ sau. Đấy, tôi cũng chúc cháu tiếp nhận và thành công. Cháu cảm ơn chú đã nhường cho cháu tác phẩm cháu yêu thích. Anh cho em biết cái quý tính đại danh được không nhỉ, cho làng cây anh em biết. Vâng, dạ, vâng. Mình tên là Tuấn, người ở núi Đôi, Sóc Sơn. Vâng. Xin chào anh ạ. Em cho anh, anh cho em hỏi một chút là vì sao anh lại thích cái cây của chú ạ? Vô tình đi qua, lần đầu tiên cũng gặp chú, vào nhà vườn chú, đến đây say cây, yêu cây, nhích thôi. Vâng. Xin chào quý vị, ngày hôm nay tôi đến vườn chú Nguyễn Duy Bộ, Đồng Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội để chứng kiến một cái buổi lễ bàn giao cây rất là trang trọng, một cái phôi rất là tâm huyết của chú Bộ, chinh phục rất là nhiều năm. Chú cho hỏi, hình như cái này cũng là cốt nguyên bản là 8 tầng chú nhỉ? Trước kia lúc mua thì chú mua nó là một cái xanh 8 tầng. Vâng ạ. Nó vẫn còn nguyên cả 5 tầng. Vâng. Đấy. Thì chú về chú, đây là cái nhát cắt này. Dạ vâng ạ. Thế và sau đó là tất cả những bộ phận này nó là cái mầm mới hết. Bộ phận từ cái tay hai này và cái ngọn kia đều là mầm mới hết. Tay cũ nó chỉ có mỗi cái tay này thôi. Đấy. Còn đây là những cái vòng tay này là chú cắt bỏ đi. Vâng. Đấy. Sau thời gian nuôi nó biến hóa. Đấy, rồi nó nhũn là chú nhỉ. Nhưng mà khi chú mua ấy, thì gia chủ người ta cho biết rằng là cái phôi này gia đình người ta đã nuôi tầm cỡ nhiều chục năm lắm rồi. Vâng. Đấy, nó già lắm. Lúc tôi mua nó còn già hơn cả bây giờ. Vâng ạ. Đấy, lúc mua nó tím ngắt ạ. Thế là chính thức về chú là mấy năm nhỉ chú nhỉ? Mua năm 2008 đấy cháu. À, ôi, nhiều phết đấy. Thế năm nay là 13 năm đấy cháu. Vâng. Đấy. Tức là vào cái thời điểm đấy là ngoài cái cây này thì chú còn mua nhiều cây không ạ? Cũng mua nhiều. Nhưng đến giờ này có lẽ nó tồn đọng, có lẽ chỉ còn có 2 tác phẩm thôi. Tác phẩm này và một tác phẩm bên cạnh đấy, long cổ kia nữa thôi. Vâng, đấy, vâng. Chỉ còn có 2 tác phẩm nữa. Một cái cốt xanh nguyên bản là 8 tầng và cốt rất là lực nha quý vị. Vệ thân này đường kính áng chừng nó khoảng đến 1 mét. Thì cái cấu tạo hiện nay là một trực một hoành như chú nhỉ? Chú đang hướng này làm là theo một đó. Một hoành, còn vâng. Chưa đặt tên. Vâng ạ. Sau này đến lúc nào chủ người ta hoàn thiện rồi thì người ta sẽ đặt tên. Vâng. Thì còn cái đôi tán tầng này thì hôm ấy là mua của một gia đình, là một đôi ở dưới là Nam Điền Điền Xá. Thì về cách đây khoảng độ 5 năm này là bán mất một cây gần 200 triệu thời điểm. Thì đấy. Cách đây 6 năm rồi. Vâng. Bán sang bên Bắc Ninh. Vâng. Nhưng mà cây ấy bây giờ người ta cũng giảm 1 tỷ mấy rồi. À thế tức là nếu tính ra giá trị giờ này một đôi nó cũng được 3 tỷ đấy, gần đấy, 3 tỷ. Đấy, của anh bán cho anh Huyên Bắc Ninh. Vâng. Bây giờ cũng có người giả trên 1 tỷ anh cũng bán. Vâng, vâng. Tức là những cái sản phẩm mà chú lựa chọn
và chú làm những điều là có cái tính hiệu quả rất là cao. Đấy. Hôm nay thì không phải là chính về việc review cây, chia sẻ quý vị là cái thông tin của cái sự kiện bàn giao cái phôi xanh. Đến tham dự ngày hôm nay thì còn có rất là nhiều anh em ở Đông Mỹ rồi, anh em thân thiết của chú Bộ đúng không ạ, gia đình chứng kiến. Một cái phôi tán tầng thì đương nhiên là nó đạt được cái yếu tố già trong cái thời gian tạo tác thì cũng đến ngày hôm nay các cái chi tiết đã được định hình rất là mạch lạc rõ ràng, đường nét thân tay chi cành rất là mềm mại, rất đẹp mà nó to nó lực, ở tương lai cũng sẽ là một trong những cái tác phẩm rất là quý. Hy vọng rằng là chủ cây về lại chinh phục. Cảm ơn anh nhé. Hôm nào cứ nâng xuống các diễn nào để cho tác phẩm được chắp cánh. Ngoài cái phôi ngày hôm nay. Biết ở đất Đông Mỹ này là có đại ca lên đây. Anh em gặp nhau lần đầu tiên đã giao lưu được cây đã về sân nhà anh rồi. À đấy ạ. Chú Thiệp lên thì chưa có tác phẩm đấy. Vâng ạ. Rồi ok. Nào trân trọng mời chú lên trên anh chơi. Vâng ạ. Ok anh. Em lên Sóc Sơn lần nào em cũng say. Không biết lần này về Đông Mỹ có say không. Say là đúng thôi. Ngoài cái phôi ngày hôm nay bàn giao thì trong vườn chú Nguyễn Duy Bộ còn rất là nhiều cây. Chú Bộ thì có một cái biệt danh mà làng cây đặt cho vua tán tầng. Sở dĩ vì sao lại nói như vậy vì chú Bộ chú ấy là người mà đã chinh phục, đúng là hóa giải những cái cốt những cây tán tầng thành những cái cốt xanh rất là quý. Bây giờ thì chúng ta cùng ngắm thêm một số cái cây nữa trong vườn của chú Bộ. Còn rất là nhiều cây, chú Bộ nhỉ, đang chờ giao lưu anh em. Này chú đặt tên là tác phẩm Long Mẹ. À vốn dĩ trước kia nó là một cây long cổ. Vâng ạ. Về chú đã cắt đi trên nó, cây long nó cũng không có nhiều nét, nó lỗi. Vâng. Chú đã cắt đi chú làm long. Cây này cũng mua cùng với cây bên cạnh đấy. À, cùng một thời điểm năm 2008 ấy. Cũng mua một đợt. Vâng. Cốt nguyên bản nó là một cây long. Cây long cổ. Long cổ. Bây giờ cắt chuyển dáng thành một cây như là cây trực chú nhỉ? Hiểu thế. Cũng là một cái cốt rất là già, tương đối hoàn thiện rồi. Đây này định hình cũng để đến 80% Cái này cái tử đẹp quá chú nhỉ. Tử rất đẹp. Từ cả nét phóng đấy, con tử này nó ấy thì cho nên là chú như này, chú mới rồi đây là chú mới chuyển tên cho nó thành tác phẩm Long Mẹ. Và còn trước kia nhiều anh em tham gia bảo là tên là cây Lão Mai Bồng Quý Tử. Và nhưng mà cái tên Lão Mai Bồng Quý Tử nó có nhiều quá rồi. Và nhưng mà tác phẩm Long Mẹ chú thấy nó rất đầm ấm và mà thể hiện một người mẹ nhá, đã nuôi nấng con cái thành đạt rồi nhưng vẫn luôn luôn che chở. Đúng rồi. Đấy. Và đứa con nó lại ngồi trong lòng nhá, không phải nó chạy đi đâu đúng không? Đấy. Cái lòng mẹ thì lúc nào cũng ấm áp thì con nó mới muốn ngồi. Thế nó lại ngồi ở lưng thì không thể đặt nó lòng mẹ được, đúng nhỉ? À, chúng ta nhìn thấy cái đường nét tạo tác của chú Bộ rất là nhiều cái sự đặc biệt. Không nhớ. Tất nhiên không là cái gì cả. Tiếp tục chúng ta lại chiêm ngưỡng thêm.
Đó, một cái cốt rất là hay này, cột kèo. Cái này cái cấu tạo nó cực kỳ dị. Đây này, cái điểm rất dị này, tức là cái thân này nó bắt lên nhưng mà lại bám vào cái tay này, khóa vào với nhau. Và bệ thân thì rất là nhũn. Cây này hay quá nhỉ. Trong này còn rất là nhiều cái cốt xanh già. Mời quý vị anh em đến vườn chú Nguyễn Di Bộ. Còn rất nhiều cây di sản về phôi. Di sản về phôi này. Toàn phôi tán tầng là chính. Cũng lại tán tầng đấy ạ. Cái này là chú dựng nghiêng đúng không? Lật nghiêng. Đúng rồi đấy. Nhìn như này là biết là dựng nghiêng. Nửa dưới cũng được một cây nữa, rất đẹp cháu. À thế ạ. Đấy. Còn đây là nửa trên đẹp hơn đấy. Còn nhiều phôi tán tầng đúng không chú? Để chú vua tán tầng mà cháu. Rồi vua tán tầng. Còn rất đấy, nhiều tán tầng. Đấy, tí nữa cháu quay. Cây này có phải là tán tầng không? Cây này nó là ngọn cây xanh cổ. Ngọn xanh cổ. Biến hóa quá nhỉ. Nó là ngọn cây xanh cổ. Ui dễ ra đây này. Đấy, ngọn cây xanh cổ chú chiết xuống, chú bỏ gốc đi làm việc khác. Vâng. Hơn 3 năm rồi. Vâng ạ. Hay không? Trước đây thế thì nó cấu tạo nó cả bên thân bên này nữa chứ, nó cắt phát hai thân luôn. Không, khi mà chú cắt ra thì bên này nó không có cái này. À. Vì nó treo leo ở bên trên, nó không có bệ, không có tầng đấy này. Mình đang nuôi. Nhưng mà chú rồi. Dâm năm nay được 4 năm thì nó mới phát triển ra cái này. À. Đấy. Chú cắt cái này, trước kia nó là cái cành ở bên trên, nó trên cái ngọn mà. Vâng ạ. Đấy. Ok. Một phôi rất là dị. Cái đường cầu kiều bắt sang. Tự nhiên sau này thành một cây. Chú đặt tên là cầu kiều. Vâng. À cái đặt cầu kiều luôn. Ừ. Trùng hợp thế nhỉ. Có tiềm năng. Cái này cũng già này chú nhỉ, đúng không? Đúng rồi, con này già lắm. Già khiếp không? Già đỏ, đỏ thân. Cái này thì không phải là tán tầng à? Cái này nó là cây xanh trực cổ. Vâng. Đấy, mua về chú mới cắt gọn. Vâng. Đấy, chú giữ hai tay được đến đây. Vâng. Thế còn phần này là chú cắt đi, nuôi lại cái bộ phận ngọn. Rồi, chạy lại thân. Nay mai cái ngọn này còn cắt giật phát nữa, đá về đây xong làm cái bông đây rồi bây giờ mới lên ngọn. Vâng. Còn mất mấy năm nữa. Vâng. Cũng phải mất mấy năm nữa. Cột già cổ thế. Nhũn cực kỳ luôn. Rất tiềm năng để cho chúng ta. Đây này, còn cái cốt này là quốc anh hôm đúng nắng 42 độ đây. À đây. Ngồi một tiếng đồng hồ đây. Đúng hôm 42 độ. Chị chú bảo tôi đi vào cháu ơi nắng quá rồi. Nắng quá. Nó già như thế này các bạn chú. Già khủng khiếp này. Không thích mới là lạ. Rồi. Quan trọng là còn nhiều thứ nữa. Chưa chung kết được. Phôi tán tầng ở vườn chú bây giờ còn gần 100 cái phôi tán tầng già. Dạ. Tức là phôi tán tầng là của thế hệ cũ hay là nó hoàn toàn là cả cái đợt mới nữa? Tức là cách đây mua cách đây thế hệ cũ còn có 2-3 cây cũ đấy cháu. À, còn đây cái này là mua cách đây 6 năm đổ lại đây cháu. À, cũng là mới. Cái này thì không phải tán tầng. Cũng tán tầng đấy cháu. Cũng tán tầng, mua cái này mới được hơn 4 năm cháu. Đây này, vòng 1 đây này. Vòng 2 cái vòng 1 không nhìn thấy gì luôn. Đấy, vòng 1. Nó là tán tầng nhưng nó hơi lỗi lỗi. Không còn thấy điểm huyệt nào đâu. Đây là một cái tay đấy cháu. Đây. Đây là cái tay. Đấy, tay của tầng 3 đấy, nhưng mà cắt ra để làm một cái ngọn đấy. Vâng. Đấy. Cây này đặc biệt đấy. Mỗi cây nó biến hóa khác nhau mà thì đúng mình rồi. Cứ lựa theo nó rất để làm. Khó. Trong quay mặt bên kia cây này nó độ già của nó thì kinh khủng khiếp đấy cháu. Vâng. Đấy. Cái nhũn nó đang bắt đầu nó hóa này chú này. Đấy. Cái bệ. Ừ đấy đây. Đấy, đây. Đấy. Nó già lắm đấy cháu. Đấy, nó răn này. Vâng. Đây già khủng khiếp. Già đây. Đấy. Cái này từ trước cháu cũng quay rồi mà quay rồi, chú đặt tên hay sao đấy đúng không? Chưa đặt tên. À hồi đấy là chưa đặt tên. Ừ, nó vẫn là nó là một con trực thôi.
Vâng. Nhưng mà con trực này con trực biến thể. Biến thể. Vẫn là những cây tán tầng. Đây tán tầng. Đấy, chú được anh em Thanh Trì người ta mệnh danh là vua tán tầng. Chú mua trên 200 cây tán tầng trong 5 năm vừa rồi. Vâng. Đến bây giờ nó còn tồn tại độ hơn 70 gốc thôi. Toàn cái cốt khiếp nhỉ. Cây này nó biến hóa thật. Cái con này là cái tầng 1 này nó biến. Rồi con này là một con trực hoành khổng lồ đấy cháu. Vâng. Nó có một cái tay hoành thì siêu kinh điển. Đang nuôi đây. Đấy, đang nuôi. Đấy nó tay hoành tự nhiên. Đang nuôi nó chạy. Chạy lắc khiếp không. Bên này nữa. Cái này thì có phải tán tầng không? Con này con trực bình thường. Đó. Này là trực thường. Con trực thường. Vâng, không đây, phải tán tầng. Này cháu. Đấy, cây nào mà nuôi xong đến lúc nó hiệu quả được như cái cây nhà hôm nay giao lưu nha. Hôm mà chú Thọ nhựa chú ấy xuống chơi. Vâng. Chú ấy cứ đứng ở cái gốc cây này bảo chú Thọ ơi, cây này của anh đó là chú Thọ chú kém chú một tuổi mà. Vâng. Chú sinh năm 53, chú sinh năm 52. Thì bảo chú Thọ cái cây của chú nó là cây đĩa bay. Vâng. Chú bán đi Vĩnh Phúc rồi nhưng cây này của anh nó là cây vũ trụ. Chịu. Vui thế. Chú ông Thọ đẹp quá, thích quá. Vâng. Nó già lắm đấy cháu ơi. Vâng. Cái già rồi. Tím mà lại. Đấy. Cái điều mà người ta hay lo ngại là những cây cốt tán tầng mà khi mới phá nó bị tái, bây giờ nó là già lại rồi chú nhỉ, đúng không? Quay đến cái cây mà hôm cháu cắt cháu quay ở xa các phần này. Vâng. Đâu chú? Đây. À. Đấy, cây này cũng là cây tán tầng. Đến đợt trước cháu quay là hôm ấy là chú mới cắt giật. Vâng, còn cái cây xanh ấy kia đâu nhỉ? Hai khách của ông vừa. Cây xanh ở chỗ này đâu nhỉ? Cây chỗ này hay là chỗ này? Cây xanh mà chú bảo mua ở Huế đâu ấy? À, kia đằng kia. À. Tí nữa cháu về đằng kia cháu quay. Rồi. Một cái nick riêng đấy. À, cây này đẹp nhỉ? Đấy. Đấy, hôm cháu quay ta cắt giật đấy. Rồi đúng rồi, cắt giật đấy. Cắt từng khẩu mía vặn xương gà đấy. Hai ông nắm kỹ rồi. À. Khương với thằng nhỉ. Khương với thằng ấy hai ông vẫn đang. Ôi một cái cốt rất quý. Chặt cho nó nữa vào cháu. Rất là quý. Biến hóa nhũn nhịn chưa? Đấy, chúng ta có thể thấy là cái hiệu quả từ những cái cốt xanh tán tầng. Cây tán tầng mà hiện nay mà nó hiệu quả nhất, tức là giá trị nhất chính là cây dấu ấn thời gian. Nó có nhiều chục năm tuổi rồi cháu. Vâng. Người ta đã trồng đây, mà chú mua là chỉ mua cái loại 5 tầng, người ta đã trồng 70-80 năm đấy cháu ạ. Đúng rồi. Đấy. Thế nên là quý vị anh em cứ sưu tầm cái cốt tán tầng cũng là những cái tiềm năng rất là lớn. Nhưng bây giờ tài nguyên cạn kiệt rồi cháu. Rồi, đi thì không có. Hiếm rồi. Hiếm có. Không có. Có đồ mới. Và không có đồ cũ. Đồ mới thì tức là chú cắt, chú chuyển dáng nhiều quá. Đây, những con này cũng là phôi tán tầng già. Thì bây giờ người ta lại phải nuôi để sau này cho con chú tiếp tục cắt. Đây nó là đôi tán tầng. Nhưng mà hai con tán tầng này phá theo hai cách. Vâng, hai cách khác nhau. Con này là con trực, mà con này xong trở thành con xanh dáng vàng. Vâng. Cây này là mua tiếp trong... Cái này là cắt lâu chưa chú? Cái này chú cắt được tầm cỡ khoảng độ 3 năm. Vâng. Đấy, cắt phá ra được khoảng 3 năm. Đôi này là mua ở cuối tỉnh Thanh Hóa đấy. Đang nuôi để cho nó biến hóa này. Đấy. Phu này cũng to nhỉ? Đấy, phôi ba thân nhỉ? Vâng. À cái phu đấy thì định quyết định xong rồi. Đấy. Chưa chốt xong hả? Hôm nay nắng quá. Nắng quá, nhìn không vào có thời gian để nắng. Tức là nó không đâu. Nó không có nhiều tâm trạng để ngắm cây. Con người ta bị không có cảm xúc. Cốt này nó có một cái đặc điểm mà tức là gọi là cái điểm nhấn chính là cái hệ thống bệ rễ của cái này. Ừ, nó nhũn và nó nhũn quá này. Nhũn thật đấy, càng nuôi thì cái này nó càng nhũn. Và cái cấu tạo cái phần thân chỗ này chú nhỉ, nó cũng hay này. Thân chỗ này có cái điểm gồng gập. Đấy, một cái cốt rất to, rất là lực.
đấy, mấy cái phôi này là chú mệnh danh là phôi xóa đói giảm nghèo rồi cháu. À đấy, ba cái phôi này. Bây giờ mình phải ở cái tình trạng là mình đói thì mình mới phải cần phải xóa đói chứ chú. Rồi rồi, nhưng mà nó sẽ tương lai rất lớn cháu. Và đây nó là một con long cổ đấy cháu, nó già kinh khủng, kiếm cắt ngọn đi. À thế ạ. Đấy, cắt ngọn làm lại. Cơ hội cho rất nhiều người để mua về, ai mà đang nghèo thì sẽ xóa đói giảm nghèo. Đây nó là trước kia các cụ nuôi con này, các cụ gọi là con gió lùa, nó bay hết về một hướng. Nhưng này, mà nó như là hôm trước chú đặt ở mé kia đúng không? Đấy, không, vẫn ở đây. Đấy. Không, hôm đấy. Trước là đợt trước cho quay là chú để ở cái cạnh kia thì phải. Đây này, con này vẫn rồng ở đây thì cháu. À đấy à. Nó già kinh khủng khiếp cháu. Nhưng về chú cắt tay cắt ngọn thì chú làm lại. Con phôi này thì tương lai kinh khủng khiếp, nó già thì không phải bàn luôn. Tương lai nó sẽ trở thành những con nối gót dấu ấn thời gian rồi cháu. Nối gót đúng không? Tất cả những cây đẹp thì cũng đều xuất phát từ những cây phôi. Cây nào hoàn thiện cũng phải từ phôi mà ra đúng không? Hôm nay chúng ta lại được chú bộ chia sẻ. Con người cũng đều phải trải qua sự rèn luyện và hớt sinh từ lúc trẻ đến lúc già rồi mới thành đạt. Đấy, chú đang chia sẻ một cái cốt xanh có cái sự tiềm năng, không nói về nó là giống cây gì nhưng mà nó có tiềm năng, cơ hội tương lai. Đấy, anh em đến đây để mà giao lưu với chú bộ về chúng ta chinh phục thành những cái tác phẩm trong tương lai. Sau khi bắt tay thì bây giờ sẽ chuyển cây lên xe về chủ mới. Đây mở vặt ra đây cho. Thực hiện 5K. Một cây này là mấy cây hả? Ra trên tôi là một cây. Đây, có cái thanh trống này để cho nó đỡ bị tì vào chậu. Hay này. Trống này nó sẽ khỏi tì vào vỡ mét này. Ừ. Không cho xuống được à? Không cho xuống. À, hôm nay là về bàn giao giữa cây. Đây đi. Khương ơi. Khương báo đi. Đây đi. Hơi cảm ơn các cháu đã lên chúc mừng chú thành công một tác phẩm tiền tỷ. Đấy. Cũng đã 13 năm chú tạo dựng nó chưa xong đâu, nhưng mà thôi, cháu nó có nhiều lời nói có cánh quá, làm cái nào để giữ được. Rồi, chúc mừng chú nhá. Lên xe rồi. Rất là vui, phong trào là đúng là cây này phát triển thật sự rất là mạnh và nó cũng có một cái sự bền vững. Hai cái trống này này. Vâng, vâng, vâng. Cứ đà như này là hết cây quý. Rất tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và bạn trong video tiếp theo.